Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Một ngày kia, Đức Giêsu phán với các môn đệ: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta chính là hãy ở lại trong tình thương của Chúa. Ở lại trong tình thương của Chúa chính là chúng ta hãy giữ các giới răn của Người. Điều này đã được Thánh Gioan nói đến trên trang tin mừng của chúng ta vừa nghe. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Trước những lời mời gọi này của Chúa Giêsu, chúng ta hãy để cho ánh sáng lời Chúa soi chiếu vào tâm hồn và xét lại bản thân mình đã yêu mến Chúa như thế nào. Cụ thể nhất là việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Tôi có thường xuyên bỏ lễ ngày Chúa Nhật không? Tôi có thái độ như thế nào khi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật? Đối với tôi, tham dự thánh ngày Chúa Nhật có phải là lòng yêu mến của tôi đối với Chúa, hay đó chỉ là đi cho xong và coi đó là bổn phận tôi đã làm xong? Còn tâm hồn tôi như thế nào cũng được. Tôi có chuẩn bị để việc tham dự thánh lễ một cách xuất sắc, hay đi tham dự một cách hời hợt?